gì nè trời, tiền tài danh vọng không có, người yêu thì cũng không, lâu lâu có được mối tình nó cũng bấp bênh rồi đổ vỡ. Nhậu nhẹt á thì không biết ăn mồi gì, anh em á thì đứa tốt đứa xấu nói xấu sau lưng. Trời ơi, nó chán gì đâu á, cuộc đời này bây giờ chẳng biết tin ai, mà không chơi á thì nó buồn, mà chơi rồi á thì bị phản bội. Tình yêu á thì mong manh. Giờ này chỉ có cơn say làm tôi quên hết tất cả, đưa tôi vào cơn mê trong giấc mộng im đềm. Ai, ai là người đưa tôi vào cơn say? Ai đưa tôi vào cơn say? Lên tiếng đi!